Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ tiếp tục chơi My Pet Shop nhé. Đây. Rồi, đây là cái cửa hàng My Pet Shop của mình nha các bạn. Rồi, mình sẽ bắt đầu chơi. Bạn cua nó tới rồi nha các bạn. Giờ mình cũng đã nâng cấp cái nệm rồi. Rồi. Dạ các bạn có thắc mắc gì về cái game này thì các bạn có thể xem lại video lúc trước mình làm để các bạn biết nhiều hơn nhé. Đây. Và cũng như cái video trước mình đã nói là mình đã có thêm thú cưng mới là mèo xù và chó tay cụt ha. Các bạn có thấy hai em cún ngồi trên rồi đấy, các bạn thấy hai em cún này giống nhau, em cún xấu và em cún đen đó. Này các bạn thấy em mèo đen với lại em mèo xám này có gì khác biệt không? Đây. Đây. Có những em mèo và những em cún rất là đáng yêu nhé. Các bạn thấy em cún màu xanh với lại em cún màu vàng đen gì có khác gì không nha? Đây. Rồi cái nhau ở đây. Wow. Level càng cao thì những em này đòi hỏi càng nhiều. Có thể là level càng cao là bạn số hết các bạn. Thôi các bạn có thể so sánh những em cuốn bình thường với những em cuốn khác biệt hơn nhé các bạn. Hoặc là những em mèo bình thường với những em mèo khác biệt. Và các bạn sẽ thấy có một điểm mà khác biệt ở những em cuốn hoặc là những em mèo. Bye.
Okay, let's start with cavalry. Có bắn cá rồi. Nếu mà cách mạng rồi ta. À, mình rất là thích mạng cáo. Nếu mình tắt mạng rồi mình sẽ có mạng cáo luôn. Đây, để tìm cho ta. Ta đủ rồi, ok. Yeah. À. Tiếp thôi. Các bạn không có còn so sánh nào đâu, các bạn có thể so sánh điểm khác biệt của những em này. Rồi giờ là được 3 em cuốn tay cục và còn 2 em. Rồi đó. Rồi đấy. Yeah. Các bạn thấy không? 3 em này có em nào khác biệt không? Đây, hai em cuốn này bạn, các bạn thấy có điểm gì khác biệt không? Một em là tay nhọn, còn một em là tay cục. Đây, hai em mèo. Một em có những chỗ lông nhọn đó là nhọn. Và một em thì những chỗ lông gọn gàng. Rồi lại bạn kéo nữa. Yeah, được level 13 rồi. Okay. Wow. Rồi. Mình chơi một màn nữa thôi nha các bạn. Một em mèo có một màu sữa rất là đẹp hả các bạn? Rất là dễ thương luôn. Mình rất là thích cái màu sữa trên người em mèo này. Đòi hỏi rất là nhiều. Và đây là lý do mà mình không có mua hai cái nệm để hai người để cùng lúc các bạn. Thế rất là khó mà hai người để cùng một lúc. Đây.
là trời. Nhiều em thúc cưng quá các bạn ơi. Ok, xong rồi các bạn, xong rồi, bây giờ mình cũng xin chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở video lần sau nhé. Bye bye.